Ô, xin chào nhà, em lên cho cả nhà một con đồng hồ Orange Automatic nha, sản xuất tại Nhật. Đó, con này là đồng hồ cơ nha. Đây, niềng xoay size của nó là 45 chưa nấm, cả nấm 47, càng là 52 nha. Dây thép đúc, kính sapphire luôn. Và đây là phiên bản đặc biệt, dây đề mi niềng vàng. Đó, rất là mạnh mẽ và nam tính luôn, dây thép đúc. Đây, đáy xoáy, con này là dòng lặn chống nước đến 200 m, 2 ô lịch. Cái nút này bấm nhanh lịch thứ nè cả nhà. Đó, kính sapphire nha, dạ quang rồi, ối dồi ôi luôn, dạ quang là phải quá trời sáng luôn nha. Đó, chống nước 200 m, mặt đỏ, phù hợp anh em nào mạng hỏa nha. Đó, kính sapphire, dây thép đúc, dây cũng dài luôn nha cả nhà, hai khóa luôn nè, khóa bấm với khóa bảo vệ luôn, dây 20 luôn. Đó, đủ tay 20 luôn. 1.980.000 bao ship nha cả nhà. Quá đẹp luôn. Một em duy nhất nha. Đồng hồ cơ automatic. Nấm cổ chai nha. Nấm cổ chai. Đây. Đó. Là chỉnh ngày nè, chỉnh giờ, nhích ra một xíu để chỉnh lịch. Đó, 27, 28, 30, 1, 2. Ok chưa? Niềng xoay. Đó, quá đẹp luôn. Một em duy nhất nha cả nhà, 1.980.000 bao ship nha.